Quý vị và các bạn thân mến, trong không khí thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2017. Trong ngày 18 tháng 11, Trường Tiểu học xã Đồng Lương long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Dự buổi lễ có đồng chí Lữ Đức Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Hà Ngọc Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, đại diện các cơ quan ban ngành và hiệu trưởng của các nhà trường trên địa bàn. Trường Tiểu học Đồng Lương được tách ra từ Trường Phổ thông Cơ sở Đồng Lương vào năm 1992. Thời điểm mới tách, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn nhiều thiếu thốn, phòng học không đủ nên nhà trường phải học 3 ca một ngày. Trải qua 25 năm xây dựng phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử, với tinh thần đoàn kết cùng với lòng quyết tâm nhiệt tình của bao thế hệ thầy cô giáo, nhà trường từng bước lớn mạnh, phát triển vững chắc. Tháng 6 năm 2007, trường Tiểu học Đồng Lương được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tháng 10 năm 2009, nhà trường được Ủy ban Nhân dân huyện công nhận trường học thân thiện, học sinh tích cực. Tháng 12 năm 2010, trường được Ủy ban Nhân dân huyện ra quyết định công nhận đơn vị văn hóa. Tháng 7 năm 2012, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ra quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Và đến tháng 6 năm 2016, trường Tiểu học Đồng Lương được Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Tháng 6 năm 2017, nhà trường được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 lần 2. Ngoài cơ sở vật chất đạt chuẩn, môi trường sư phạm, chất lượng giáo dục của nhà trường từng bước được nâng lên. Hàng năm, nhà trường có từ 25 đến 27% học sinh đạt danh hiệu xuất sắc, 45 đến 48% học sinh đạt danh hiệu tiên tiến, đội ngũ giáo viên ổn định về số lượng. Những năm qua, nhà trường có 7 giáo viên đạt giải cấp tỉnh, 34 sáng kiến kinh nghiệm và các giải pháp công tác được Hội đồng Khoa học huyện công nhận. 7 sáng kiến kinh nghiệm và các giải pháp công tác được Hội đồng Khoa học cấp tỉnh công nhận. Có 1 giáo viên được tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 7 giáo viên được Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo khen thưởng. Với những kết quả giáo dục đạt được, nhiều năm liên tục, trường Tiểu học Đồng Lương được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Giai đoạn 2010-2015, nhà trường được công nhận điển hình tiên tiến cấp huyện, cấp tỉnh. Niềm vinh dự tự hào của nhà trường được nhân lên khi được đón nhận huân chương lao động hạng 3 vì sự nghiệp giáo dục nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 25 năm ngày thành lập trường. Gắn huân chương, tặng hoa, phát biểu chúc mừng nhà trường, đồng chí Lữ Đức Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lang Chánh nhấn mạnh, huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước là phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục ghi nhận quá trình phấn đấu của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Đồng Lương. Đồng chí đề nghị nhà trường cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của các thầy giáo, cô giáo, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giảng dạy học tập, không ngừng tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục đào tạo trong tình hình mới. 7 giáo viên được học.